Ước vọng đầu năm được gần Thượng Đế. Phần 1. Chúc mừng năm mới, thương quý vị. Chúc mừng năm mới, sư phụ. Kính chào sư phụ, thật là một ân điển được gặp sư phụ. Quả là một vinh dự vô cùng cho chúng con và thế giới được đón mừng năm mới với sư phụ đêm nay. Xin vô cùng cảm ơn Ngài đã đến với chúng con. Chúng con quá đỗi vui mừng gặp lại Ngài, sư phụ. Thưa sư phụ, có một truyền thống năm mới khi người ta quyết tâm về cách họ sẽ cải thiện chính mình trong năm mới. Khi chúng ta sắp bắt đầu chào đón năm mới, chúng con xin chia sẻ lời cầu nguyện dí dỏm này xảy ra vào một buổi sáng đầu năm. Kính lạy Thiên Chúa, năm nay suốt năm con đã rất khá, không thị phi, cũng không nóng giận, không tham sân si, cọc cằn ích kỷ, cũng không bê tha. Lòng con vạn tạ, nhưng chút nữa đây, con bước xuống giường và rồi từ đó, chắc có lẽ con cần nhiều giúp đỡ. Amen. Thưa sư phụ, chúng ta chỉ còn khoảng một phút nữa trước giao thừa. Thật phấn khởi mừng năm 2011 với Ngài, sư phụ. Thưa sư phụ, chúng con có sẵn thức uống thuần chai để nâng ly cùng Ngài. Được. Bây giờ chúng con kính mời sư phụ cùng đếm ngược đến năm mới. Tốt lắm, tôi cũng có ở đây. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Chúc mừng năm mới. Ồ, gì vậy? Cho thế giới, cho địa cầu và chúng ta. Tất cả may mắn. Chúc mừng năm mới sư phụ, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới sư phụ, chúc mừng năm mới. Chúng ta may mắn. Dạ phải, sư phụ, chúng con may mắn. Thật may mắn. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Chúng ta là người may mắn. Thưa sư phụ, chúng con xin mời sư phụ trong dịp đặc biệt này cùng hát với chúng con một ca khúc Âu Lạc hay Việt Nam. Quý vị biết hát không? Dạ biết, chúng con cố gắng sư phụ. Bắt đầu năm mới bằng giọng ca mỹ miều của Ngài hát thông điệp đầy hy vọng và thăng hoa này cho hòa bình thế giới sẽ thật sự là điều tuyệt trần. Được. Bài hát này là Ly Rượu Mừng.
Bravo, bravo. Rất cảm ơn sư phụ đã hợp ca với chúng con. Vậy tất cả quý vị bây giờ nói tiếng Âu Lạc Việt Nam. Dạ, gần được sư phụ, gần được. Gần được. Thưa sư phụ, chúng con thích hát bài này với sư phụ. À, không sao. Một dàn nhạc hay như của quý vị. Đồng ca mỹ miều. Cảm ơn sư phụ. Thật là ân sủng Thượng Đế. Phải, người biết chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách ca hát. Sư phụ có chắc là chúng con hát được không? Tiếng Âu Lạc Việt Nam. Chắc chắn. Dạ được, chúng con sẽ nghĩ đến chuyện đó. Quý vị đều rất đẹp. Sư phụ, ngài thật đẹp, ngài thật tuyệt vời trong áo lông nhân tạo. Cảm ơn quý vị. Phải, lông nhân tạo rất đẹp. Dạ phải, nhất là khi sư phụ mặc. Không tàn ác. Chúng con rất thích sư phụ. Thưa sư phụ, đến đây chúng con xin mời sư phụ chia sẻ thông điệp tất niên với khán giả toàn cầu tuyệt vời ngoài kia đang đón mừng với chúng ta trực tiếp trên truyền hình Vô Thượng Sư. Chúc mừng năm mới. Ăn chay sống xanh để cứu địa cầu. Phải. Mọi người đều biết phải làm gì rồi, cho nên tôi không biết còn nói gì khác nữa, cho nên chúng ta chỉ giúp, tôi chỉ chúc mọi người năm mới vui vẻ. Kính chúc sư phụ năm mới thuần chay vui vẻ. Cảm ơn quý vị cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn lời chúc yêu thương của sư phụ. Không có chi. Với tất cả thánh nhân, thiên thần và thiên nhân hiện diện với chúng ta tối nay cũng như tất cả khán giả ngoài thiên hà của truyền hình Vô Thượng Sư đang theo dõi hiện giờ, từ đáy lòng chúng con xin chúc ngài sư phụ kính yêu nhất một năm mới với giấc mơ một thiên đàng thuần chay tại thế sẽ thành hiện thực. Cảm ơn quý vị. Thưa sư phụ, bây giờ chúng con xin được vinh dự đọc thiệp mừng năm mới đến sư phụ. Mời. Thưa sư phụ, tựa đề là lời chúc đầu năm gửi sư phụ kính yêu. Như con trẻ được đắp trong chăn ấm nệm êm, như thơ thương yêu của ngài dịu dàng vừa đọc lại, như thú hoang mùa đông, ngài dưỡng nuôi dư dả, và linh hồn lạc lối ngài dẫn đến bến bờ. Phải chăng đây cảm giác phúc lạc ngài ân ban, là thiên đàng hạnh phúc chúng con mãi nhớ mong, cho địa cầu và anh em chung sống, cho nhân loại làm người hùng thế hệ, cho chúng ta phát triển vô vị kỷ, và hành động đầu năm cảm động lòng trời. Xin nguyện mong sức khỏe, vẻ đẹp, hạnh phúc và hòa bình thuộc về sư phụ nhiều thêm mãi mãi. Năm mới thuần chay hạnh phúc, sư phụ hiền mẫu tuyệt vời nhất, từ nhân viên của truyền hình Vô Thượng Sư. Thuộc về tất cả. Mỹ miều. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Không có chi, sư phụ. Thưa sư phụ, trong năm qua, ngài đã ban cho chúng con và thế giới những kho tàng tâm linh vĩ đại, và chúng con chân thành tri ân tất cả thời gian quý báu mà sư phụ dành cho sự thiền định sâu xa để tìm tòi và chia sẻ những bí mật vũ trụ này. Chúng con rất vinh dự được ngài ban cho một cuộc hội thảo nữa, nhất là vào năm mới. Không có chi. Năm mới không những là thời gian để vui chơi, mà là còn thời gian để suy ngẫm. Trong những khoảnh khắc nhìn vào nội tâm này, chúng con có một số câu hỏi liên quan đến sự tu hành và làm sao để có thể đến gần Thượng Đế hơn. Chúng con chân thành xin sư phụ ban ân huệ với trí huệ thiêng liêng của ngài. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, con xin bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Sư phụ kính yêu, nghe nói người có đức tin thì gần với Thượng Đế hơn. Thưa sư phụ, theo ý sư phụ, có phải chỉ đức tin thôi là đủ để đến gần Thượng Đế? Nếu nó thật mạnh mẽ. Nhưng phần lớn đức tin phải được củng cố và trưởng dưỡng.
bởi sự cầu thông thật bên trong, thể nghiệm nội tại hoặc cổ đấng thiêng liêng và sự cảm nhận sâu sắc tình thương từ Thượng Đế. Thưa Sư Phụ, Ngài vừa đề cập rằng đức tin phải được củng cố. Thưa Sư Phụ, làm sao đạt điều đó? Sư Phụ nói về việc cầu thông với Thượng Đế. Làm sao làm, thưa Sư Phụ? Quý vị hỏi cho người khác hay cho chính mình? Bởi vì quý vị đã cầu thông rồi. Thưa Sư Phụ, cho người khác, bởi vì dĩ nhiên chúng con biết. Phải, dĩ nhiên cho khán giả, gia phái, Sư Phụ, để cầu thông với Thượng Đế. Mỗi người chúng ta phải tìm con đường riêng của mình. Một là qua sự cầu nguyện khẩn thiết, chân thành, sâu xa. Hoặc là qua thiền định. Hay cách nhanh nhất là qua sự cầu thông trực tiếp với Thượng Đế. Qua một vị nào đó đã có sự cầu thông với Thượng Đế rồi. Chúng ta có thể có sự cầu thông lập tức và rồi tiếp tục nuôi dưỡng sự cầu thông đó cho đến khi chúng ta có sự hiểu biết hoàn toàn và đồng nhất với Thượng Đế. Chúng ta phải thể nghiệm tình thương của Thượng Đế mới biết được Thượng Đế. Ý tôi là biết chắc Thượng Đế hiện hữu, hiểu không? Dạ, Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Không có gì cần. Thưa Sư Phụ xinh đẹp, tất cả chúng con có thể đạt ta và cha ta đồng nhất thể không ạ? Theo ý Sư Phụ, có phải đối với đa số người sẽ cần nhiều kiếp tu hành để đạt trạng thái này? Phải. Đối với đa số người không tu pháp thiền nào cả, hoặc không cầu thông với đấng cha lành bên trong, phải, sẽ cần nhiều kiếp. Nhưng đối với các thiền giả Pháp Quán Âm, có thể được trong một kiếp. Hoặc thậm chí sau một thời gian ngắn như vài năm, hoặc thậm chí vài tháng. Tôi nói từ nội tại, từ thể nghiệm của tôi. Và quý vị biết từ nhiều thể nghiệm của các hội viên chúng ta. Dạ, Sư Phụ. Rất nhiều. Thưa Sư Phụ, chúng ta có thể làm gì để đạt cảnh giới đó? Có nguyên tắc hướng dẫn nào hay là có phẩm chất quan trọng nào mình cần? Trước tiên, chúng ta phải được cầu thông qua một vị hướng dẫn khai ngộ hoặc hướng đạo sư đã cầu thông, rồi củng cố nó bằng thiền định như tôi đã đề cập lúc nãy, với khát vọng liên tục và thành tâm mong cầu Thượng Đế, được đồng nhất với Thượng Đế. Dạ, Sư Phụ, chỉ quý vị mới có thể làm vậy, tự quý vị. Nguyên tắc hướng dẫn hoặc vị minh sư chỉ là giúp quý vị cầu thông với đấng thiêng liêng nội tại và đứng một bên, lỡ như trong quá trình quý vị cần giúp gì. Dạ, Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ. Kính chào Sư Phụ. Chúc mừng năm mới. Lối sống khổ hạnh có mang chúng ta đến gần Thượng Đế hơn không ạ? Theo ý Sư Phụ, như vậy có đủ không? Có và không có, có và không. Trước nhất, điều đó không phải là lời khuyên cho mọi người. Bởi vì mọi người đều khác nhau. Và lối sống khổ hạnh chắc chắn là không đủ để đến gần Thượng Đế hơn. Vì sự khổ hạnh bên ngoài không giúp gì bao nhiêu. Chính là động lực, không phải chỉ hành động bên ngoài. Khát vọng chân thành nội tại mới mang chúng ta đến gần Thượng Đế hơn. Nhưng kèm với điều đó, nếu quý vị có sự cầu thông trực tiếp với Thượng Đế qua pháp môn như Pháp Thiền, Quán Âm, và rồi nếu chúng ta xả bỏ nhiều điều đồng thời cũng vì Thượng Đế, thì điều đó có thể giúp chúng ta đạt sự gần gũi với Thượng Đế. Người tu hành có thể tăng cường sự tiến bộ hoặc đẩy nhanh sự tiến bộ bằng cách xả bỏ điều gì đó đối với một hành giả Quán Âm bình thường. Nhưng cảnh giới thấp hơn cũng cản trở cho sự tiến bộ của một số đồng tu chúng ta.
Có lẽ tôi sẽ tham khảo các mẫu ghi chú tâm linh của tôi để cho quý vị biết có gì khác mà quý vị có thể làm, như loại khổ hạnh nào, thí dụ, được chứ? Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Câu hỏi thứ hai. Định luật vũ trụ là phải vô điều kiện với tình thương vô biên. Tại sao khó cho con người hiểu khái niệm này như vậy? Không thể trách con người. Đời sống ở địa cầu là như vậy, ở thế giới này. Vô cùng khó cho bất cứ ai. Thậm chí để nhớ Thượng Đế, thật sự nhớ Thượng Đế. Quý vị thấy, vì sự sinh tồn và bận tâm về bản thân mang cho chúng ta rất nhiều trở ngại. Chúng ta phải tranh đấu để sống còn. Phải tranh đấu để vượt lên trước trong xã hội. Và xã hội dạy chúng ta rằng mình phải làm người gì đó, phải thành công về vật chất, vân vân và vân vân. Cho nên, chúng ta ít khi có thời giờ nghĩ đến Thượng Đế. Cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Hi. Chào. Chúc mừng năm mới. Master, thưa sư phụ, có chồng hoặc vợ, hoặc bạn trai, bạn gái có khiến chúng ta xa Thượng Đế hơn không? Yes. Có, đa số trường hợp có. Yes. I see, Master. Dạ hiểu sư phụ. But there are exceptions, nhưng có những ngoại lệ. Master, thưa sư phụ, bao nhiêu phần trăm hay là điểm làm chúng ta xa Thượng Đế? Tôi sẽ cho quý vị biết điều đó sau, được chứ? Dạ, sư phụ. Tôi phải nhìn vào ghi chú tâm linh của tôi. Dạ, sư phụ. Lát nữa tôi sẽ cho quý vị biết trong danh sách nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, nếu mình có bạn đời cũng tu hành cùng đường đạo, điều này có giúp hỗ trợ mục tiêu nhận thức sự đồng nhất với Thượng Đế không? Hay cả hai rốt cuộc là sự chi phối thế tục cho nhau? Phần lớn là vậy. Phần lớn rốt cuộc trở thành sự chi phối cho nhau. Tôi rất tiếc phải nói vậy. Dạ hiểu sư phụ. Bất cứ gì chúng ta yêu thích hoặc ràng buộc vào là một cản trở lớn cho sự tiến bộ tâm linh của mình. Nhưng quý vị phải trả cái giá. Bất cứ gì quý vị muốn, quý vị phải trả. Và đó là giao ước thỏa thuận. Gia hiểu sư phụ. Câu hỏi kế của con là, tại sao chúng ta cứ tìm kiếm những loại tình yêu như vậy, như tình yêu giữa nam và nữ, ngay cả sau khi ý thức về tình thương vô biên của Thượng Đế? Tại sao lại khó cho chúng ta có loại tình thương nhất tâm đối với đấng tạo hóa như vậy ạ? À? Bởi vì không nhất thiết quý vị là người tìm cái gọi là quan hệ phàm phu này, hiểu không? Có lẽ người nào đó khác đang tìm kiếm quý vị do quan hệ nhân quả từ những tiền kiếp. Ràng buộc nhân quả từ những tiền kiếp đôi khi trở lại và họ vô tình lôi kéo quý vị từ gần bên. Càng gần, lực kéo càng mạnh. Cho nên không nhất thiết luôn luôn là lỗi của quý vị. Mặc dù quý vị vô cùng quyết tâm để cống hiến hoàn toàn cho Thượng Đế, đôi khi quan hệ nhân quả ở gần bên kéo quý vị. Hiểu không? Dạ. Yeah. Và đồng thời có một ý thức chung của toàn thế giới như là truyền thống. Được, mình lớn lên, mình phải lập gia đình, làm người gì đó, hiểu không? Nhưng thật ra vì chúng ta có tình thương này bên trong, nó luôn luôn tha thiết muốn ban phát. Và quý vị có thể dùng nó để ban phát cho thế giới rộng lớn, hoặc có thể dùng nó để ban cho một cá nhân mình gọi là người yêu, hoặc người nhà, hoặc thú cưng, nhé. Nhưng thật ra chúng ta nhớ tình thương thiêng liêng trong mình.
Và tình thương thiêng liêng này cũng muốn cho và nhận. Và cho trả lại. Do đó, chúng ta cố bắt lấy bất cứ bạn sao nào gần bên, hoặc bất cứ gì mình có thể gắn tình thương của mình vào, hoặc ban phát tình thương. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu, sư phụ. Nếu chúng ta có thể dùng tình thương này để phục vụ nhân loại và cống hiến nó cho Thượng Đế, thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất và mãn nguyện cho mình. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi hy vọng quý vị vừa ý với câu trả lời của tôi. Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Câu hỏi cuối của con là có thể nào ở gần Thượng Đế và cùng một lúc vui hưởng những chuyện thế gian như âm nhạc, khiêu vũ, mua sắm hoặc là quan hệ tình cảm? Quý vị hỏi cho toàn thế giới mà. Được, mọi người đều thích cách này, sao lại không? Sao lại không chứ? Là thế này, còn tùy quý vị muốn Thượng Đế bao nhiêu. Và quý vị muốn ban phát cho thế giới bao nhiêu. Quý vị cũng có thể cho tất cả, hoặc có thể giữ lại một ít cho chính mình, hoặc có thể làm cả hai. Nhưng trường hợp sau, như là có cả hai, thì khó hơn cho đại chúng để làm. Trừ phi quý vị phải có ý chí mạnh mẽ phi thường và phát triển cao về tâm linh, thì có lẽ có thể làm vậy. Bằng không, quý vị chắc chắn mất một số sự cống hiến và tình thương đối với Thượng Đế và nhân loại nếu mình cống hiến cho một bạn đời. Dạ được, cảm ơn sư phụ. Quý vị có mạng ý với câu trả lời của tôi không? Hy vọng có. Dạ có, sư phụ. Không bao giờ có câu trả lời 100% cho thắc mắc của quý vị. Chúng ta là Thượng Đế, chúng ta muốn mọi điều và như vậy cũng được nữa. Nhưng chúng ta có được mọi thứ hay không, đó là chuyện khác. Khi sống trong thế giới vật chất này, chúng ta phải theo quy luật ở đây, hiểu không? Dạ, sư phụ. Kính chào sư phụ. Chào. Happy New Year, Master. Chúc mừng năm mới, sư phụ. The question is, câu hỏi của con là làm sao để nhớ Thượng Đế 24/24 cho những người quá bận rộn với trách nhiệm gia đình và mưu sinh. Cảm ơn sư phụ. Okay. Được, quý vị sẽ may mắn nếu quý vị nhớ Thượng Đế 12/12. Không phải 24/24. Nếu quý vị có gia đình và bị ràng buộc trách nhiệm thuộc loại thế gian, bị ràng buộc vào tình yêu và sự quan hệ, thì sẽ không dễ như vậy. Nhưng không phải là không thể, không phải là vô phương. Rất tốt nếu nhớ Thượng Đế mỗi khi quý vị có thời gian, mỗi khi quý vị có thể, và Thượng Đế cũng hiểu. Thiên đàng hiểu vấn đề của chúng ta. Không có bất cứ đòi hỏi gì từ Thiên đàng hay Thượng Đế rằng chúng ta phải hoàn toàn nhớ Thượng Đế 24/24. Nhưng chúng ta nhớ mỗi khi có thể và càng nhiều càng tốt. Vì điều kiện của thế giới này, chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình. Dạ, sư phụ. Nhưng nếu thỉnh thoảng quý vị nhớ Thượng Đế, ví dụ một ngày hai lần, như tôi khuyên quý vị thiền một ngày hai lần, quý vị dành 10% thời gian. Chúng ta có cả ngày để nhớ đến Thượng Đế. Lúc đó chúng ta phải làm một cách mãnh liệt để bù đắp thời gian bị mất. Vậy thì không sao. Bất cứ khi nào có thể, thậm chí 5 phút, 2 phút, đa số tôn giáo khuyên cầu nguyện 2 lần, 3 lần hoặc là 5 lần một ngày, hoặc thậm chí nhiều hơn và thậm chí theo định kỳ. Bế quan để củng cố tình thương và tưởng nhớ về Thượng Đế và hồi phục sức mạnh tâm linh của mình nhé. Dạ, sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ. Không có chị. Câu hỏi thứ hai là, dường như khi quá thoải mái với cuộc sống,
Chúng ta quên Thượng Đế. Làm sao để có Thượng Đế vào mọi lúc? Xin cảm ơn Sư Phụ. Mỗi người khác nhau, hiểu không? Do đó, người ta đến thế giới này để tu hành, để nâng đẳng cấp tâm linh của họ. Bởi vì ở đây, quý vị có xấu và tốt. Quý vị không luôn luôn thoải mái vì điều kiện vật chất ở đây. Nhưng thậm chí, để có thể nhớ Thượng Đế 24 tiếng mỗi ngày, khi quý vị đạt tới sức mạnh nào đó, trong sự tu hành thì quý vị có thể làm điều đó, được chứ? Cảm ơn Sư Phụ. Không có gì cần. Cố gắng tối đa nhé. Cố gắng tối đa. Bất cứ khi nào có thể, cứ nhớ đến Thượng Đế. Rồi Thượng Đế biết quý vị có cố gắng. Được chứ, cưng. Dạ, Sư Phụ. Tôi nghĩ cách quý vị đặt câu hỏi như vậy cho thấy rằng quý vị thật sự rất khao khát Thượng Đế. Ít ra rất mãnh liệt ở những giây phút nào đó trong đời. Và tôi tin chắc Thượng Đế sẽ rất cảm động và nhận biết tình thương của quý vị. Được chứ? Dạ, Sư Phụ. Tất cả quý vị. Kính chào Sư Phụ. Chào công chúa Hồng Gia Lợi. Rất vui gặp Sư Phụ. Cô đã cắt tóc. Dạ, phải. Tại sao vậy? Chỉ để có chút thay đổi. À. Chỉ để có chút thay đổi được, được không sao? Cô làm sao cũng đẹp. Cảm ơn Sư Phụ. Nhưng tôi thích tóc dài của cô rất nhiều. Con nghĩ con sẽ để mọc lại rất nhanh. À. Chắc chắn tóc mọc rất nhanh. Thưa Sư Phụ, trong đời sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều thử thách và vấn đề. Và theo thói quen, chúng ta dùng sự giận dữ, đố kỵ, ngã chấp, tranh đấu và ích kỷ để giải quyết vấn đề. Và câu hỏi của con là, thưa Sư Phụ, những hành động này kéo chúng ta xa Thượng Đế bao nhiêu? Và chúng ta có thể làm gì để khắc phục những phẩm chất phủ định này để có thể gần Thượng Đế hơn? Bao nhiêu? Chúng ta đã nói về điều đó từ lâu rồi. Trong một cuộc hội thảo, nếu quý vị không nhớ, xin xem lại, được chứ? Nhưng tôi có thể cho biết rằng đây là một đặc điểm mọi người đều phải chịu. Do điều gì đó, chúng ta tiếp nhận trước khi xuống đây, hoặc quan hệ quá khứ không tốt với cá nhân nào đó, khiến chúng ta trở nên giận dữ, bực bội khi thấy người đó hoặc hoàn cảnh đó lần nữa. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cố gắng kiềm chế, được chứ? Sám hối nếu vì nghĩ rằng mình sai. Nếu không nghĩ rằng mình sai, ít nhất cố gắng kiềm chế. Nếu quý vị nghĩ điều đó khiến quý vị ít gần Thượng Đế hơn. Ít nhất khi quý vị nhận ra những phẩm chất này, thì những hành xử vô ích này có thể sẽ dần dần được chế ngự. Quý vị sẽ chế ngự nó và rồi nó sẽ trở thành tốt hơn, thay thế nó bằng một số thói quen tốt hơn. Được chứ? Dạ hiểu. Cảm ơn Sư Phụ. Sư Phụ nói rằng có lẽ đó là nhân quả xấu của mình với người khác. Và khi gặp họ, chúng ta bực bội, khó chịu với họ. Chúng ta nên làm gì khi gặp phải tình trạng này? Đôi khi quý vị thấy rằng nếu quý vị chỉ có tình trạng này với loại người này, thì có lẽ quý vị tránh càng nhiều càng tốt. Nếu không, cứ chịu đựng và cứ cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, được chứ? Dạ hiểu, cảm ơn Sư Phụ. Mỗi khi quý vị thấy vấn đề của mình nảy sinh, thì có thể đi uống một ly nước lạnh, hoặc đi tản bộ và rồi trở lại, tập thể dục và rồi bắt đầu lại, hoặc lặp lại lời cầu nguyện hoặc những câu làm dịu mình, và rồi giải quyết tình trạng một cách khác khi quý vị trở lại. Chỉ là cùng tình trạng. Một số người không muốn giúp quý vị tạo nên hòa khí cho quý vị. Và quý vị càng giận họ, họ càng gây rắc rối cho quý vị. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, ngoại trừ là quan hệ nghiệp quả.
Chỉ là không may, cần rất nhiều sự kiên nhẫn, quyết tâm để đạt mục tiêu của mình, để vượt trên tất cả trở ngại và rắc rối chung quanh mình. Khi chúng ta làm việc với nhiều người, hiểu không? Dạ hiểu, xin cảm ơn sư phụ. Kiên nhẫn, chịu đựng. Cảm ơn sư phụ. Điềm tĩnh. Nghĩ đến mục tiêu lớn hơn và quên đi vấn đề nhỏ. Được chứ, cưng? Cảm ơn sư phụ về lời khuyên. Dạ, sư phụ. Bởi vì quý vị biết, đôi khi tôi cũng không cảm thấy dễ dàng để làm việc trên thế gian này với bất cứ ai, hoặc không dễ để đối phó với nhiều tình trạng. Nhưng vì thế giới, vì lòng yêu hòa bình và vì Thượng Đế, tôi tiếp tục. Do đó quý vị làm giống vậy. Dạ, sư phụ. Được rồi. Cảm ơn sư phụ. Không có gì, con có câu hỏi khác. Ăn thịt kéo chúng ta xa khỏi Thượng Đế. Quá xa, thật quá xa. Chúng ta ăn mất chính mình, từng chút một cho tới khi trở thành ngày càng nhỏ hơn trong sự tiến hóa tâm linh. Và rồi chúng ta có lẽ thoái hóa rất xa, trở xuống thấp hơn trong nấc thang tiến hóa. Sau khi rời thân thể, chúng ta sẽ nhận thức tất cả lỗi lầm này. Ăn chúng sinh khác là như thể ăn chính mình. Cho nên chúng ta sẽ trở lại thế giới vật chất hết lần này đến lần khác để làm lại những hiểu lầm xưa. Nhưng chúng ta sẽ bị áp đảo bởi tình trạng mới và áp lực của thế giới này lần nữa, và rồi lại thất bại nữa, vân vân. Và mỗi lần chúng ta thất bại, thậm chí chướng ngại sẽ lớn hơn lần trước. Thật là một điều không tốt cho bất cứ ai, ngay cả người không tu hành. Quý vị biết rất rõ, thậm chí thịt không mang lại sức khỏe thể chất, chứ đừng nói chi đến sự tiến bộ tâm linh. Đừng nói chi đến việc gần Thượng Đế hơn. Làm sao có thể gần Thượng Đế nếu chúng ta sát hại tạo vật của Thượng Đế? Làm sao có thể đến gần Thượng Đế khi chúng ta cứ cắt đi một phần tình thương từ Thượng Đế khỏi chính mình? Do đó, thịt là không thể được. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Kính chào sư phụ, con có một câu hỏi. Chào. Có đúng là nếu chúng ta cầu nguyện với lòng thành và cống hiến tối đa cho sứ mạng của sư phụ và sức khỏe của Ngài, thì chúng ta có thể đến gần Thượng Đế trong một giây? Phải, chỉ trong giây đó. Cho nên hãy tiếp tục với nhiều giây thì được mãi mãi. Dạ, nhiều giây. Phải. Con có câu hỏi tiếp theo thưa sư phụ. Cầu nguyện hoặc hình thức cầu nguyện nào có thể đưa mình đến gần Thượng Đế, hay có lẽ chỉ cần lòng thành và sự cống hiến là đủ để đưa chúng ta đến gần Thượng Đế? Con biết chúng con có hỏi câu tương tự như vậy. Không sao, không sao. Tôi phải trả lời cho tới khi quý vị hài lòng. Cảm ơn sư phụ. Là thế này, cầu nguyện với lòng thành tối đa có giúp ích. Nó giúp cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ, nhưng cho toàn thế giới thì không. Ví dụ, nếu một người bạn hoặc người nhà của quý vị bị bệnh, và quý vị cầu nguyện toàn sức lực để giúp người đó hồi phục, làm giảm cơn đau, hoặc một nhóm bạn gặp rắc rối, có thể nhiều người ngồi với nhau và cầu nguyện, rồi đưa những người đó ra khỏi nguy hiểm, vân vân. Hoặc giảm thiểu nguy hiểm, thí dụ, vậy thì có kết quả, nhưng không có kết quả cho toàn thế giới. Tôi thật tiếc. Có lời nguyện hoặc hình thức cầu nguyện nào cụ thể không ạ? Không, không. Quý vị chỉ cần phải thành tâm và rõ ràng trong lời cầu nguyện. Thí dụ, con muốn bạn con, ông John khỏe lại. Đôi khi đó sẽ là điều tốt. Lời cầu nguyện của vị sẽ có hiệu quả hầu như lập tức nếu vị tặng điểm tâm linh của mình cho yêu cầu cụ thể đó. Con hiểu, thậm chí với chó mèo của vị, nếu họ bị bệnh và vị muốn họ thoải mái hơn, vị phải tặng vài triệu điểm tâm linh.
Chỉ cầu nguyện không luôn có hiệu quả. Tùy vào tình trạng trầm trọng như thế nào, hiểu không? Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Không có gì cần. Đúng vậy, không phải luôn rẻ. Không có gì miễn phí trên đời này, cưng. Kính chào sư phụ. Chào người Pháp, anh khỏe không? Dạ khỏe thưa sư phụ. Anh khỏe không? Dạ khỏe thưa. Mọi sự tốt chứ, chúc mừng năm mới. Anh ở đó vẫn vui chứ? Dạ rất tốt, cảm ơn sư phụ. Được. Rất vui được khởi đầu năm mới với ngài sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Phải, rất vui để bắt đầu với quý vị. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn. Thưa sư phụ, câu hỏi thứ nhất của con là tại sao chúng ta chọn rời xa Thượng Đế? Có phải đầu óc của mình hay chăng ngã của mình chọn cư xử không thánh thiện? Là đầu óc, đó là đầu óc. Trước khi xuống đây, trước tất cả những điều trước đó, trước kia, chúng ta đồng ý đóng vai của mình trên thế giới này, nhưng tâm linh hơn, thánh thiện hơn. Và rồi dần dần chúng ta bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của địa cầu này và tạo ra một số lỗi lầm. Rồi chúng ta càng tạo lỗi lầm, thì địa cầu càng trở nên dày đặc hơn với năng lực không thánh thiện. Và do đó chúng ta cứ chìm, hiểu không? Rồi đầu óc ngày càng trở nên gắn bó với thế giới này, thay vì nhớ đến Thượng Đế, thay vì lắng nghe linh hồn. Do đó, chúng ta chìm ngày càng sâu hơn. Được chứ? Dạ, sư phụ, linh hồn đôi lúc rất mệt mỏi và chán ngán. Cho nên linh hồn rời thân thể và do đó cuối cùng, chúng ta rời trần gian. Nhiều khi vẫn còn gánh nặng từ kiếp sống trước đó. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Thưa sư phụ, ngài nói gần đây rằng thiên nhiên, địa cầu, muôn thú luôn giá trị chúng ta. Phải. Tại sao con người chúng ta được tạo ra trong hình ảnh của Thượng Đế? Tại sao chúng ta là loài duy nhất không sống hài hòa với muôn thú? Phải, bởi vì chúng ta quên nguyên tắc tình thương. Chúng ta quên rằng chúng ta đồng nhất thể. Đây là sự vô minh áp đặt lên chúng ta. Giây phút chúng ta bước vào những cõi vật chất này, vì thấy chúng ta quên đi định luật thiên nhiên và học sai cách từ thân hữu mà mình quen biết hoặc từ xã hội, hoặc từ sai lầm của cha mẹ, hoặc từ những truyền thống sai lầm, vân vân. Và rồi chúng ta trở thành người này người kia. Và rồi ngã chấp nảy sinh dưới những thói quen và phẩm chất không tốt này. Bởi vậy, chúng ta cứ đi càng ngày càng xa hơn khỏi phẩm chất giống Thượng Đế. Nhưng chúng ta luôn luôn có thể quay trở lại bằng cách cầu nguyện, thiền, cống hiến cho Thượng Đế trở lại. Bất cứ lúc nào chúng ta quay đầu lại, đi vào hướng đúng trở lại, đó là đời sống hoàn toàn mới. Chúng ta luôn luôn có thể có một cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời mới. Đó là một tin vui. Dạ, sư phụ, được chứ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Không có gì. Kính chào sư phụ. Chào. Thưa sư phụ, con có một câu chuyện về thể nghiệm của một đồng tu ở thiên đàng. Rồi cô ta đến thế gian làm con chó nhỏ và sau đó là một bé gái. Cô ta nói rằng mọi người phải chọn khuyết điểm hoặc yếu điểm trước khi được sinh làm người. Chỉ có minh sư mới không phải chọn khuyết điểm nào. Xin sư phụ cho biết điều này có đúng thật không? Phải, đúng vậy. Nhưng mục đích của những khuyết điểm này là gì vậy? Chúng làm sao giúp mình được gần Thượng Đế hơn? Không hẳn vậy, vị minh sư khỏi phải chọn thêm.
bất cứ khuyết điểm nào, bởi vì vị minh sư sẽ phải đương đầu với rất nhiều khuyết điểm của nhân loại khi vị minh sư xuống địa cầu này, và sẽ phải gánh vác rất nhiều nghiệp quả từ nhân loại rồi, đã quá nhiều rồi. Do đó không cần thiết để minh sư nào lấy thêm khuyết điểm gì nữa. Dù sao minh sư là hoàn mỹ, cho nên bất cứ gì vị minh sư làm trên đời này đều là vì nhân loại, cho nhân loại, và chỉ vì mục đích giúp nhân loại, hiểu không? Cho nên nếu quý vị thấy bất cứ vị chân sư nào có cái gọi là khuyết điểm, đó không phải khuyết điểm, đó chỉ là cách mà vị minh sư phải làm việc. Nhưng vị minh sư sẽ không bị áp đảo hoặc gánh nặng vĩnh viễn bởi những cái gọi là khuyết điểm này hoặc bất cứ gì quý vị thấy trong không hoàn mỹ. Đó chỉ là tạm thời. Vị minh sư sẽ khắc phục điều đó rất nhanh, rồi tiếp tục giúp nhân loại trong mọi cách có thể. Vị thấy giống như cảnh sát, đôi khi họ giả vờ làm việc phạm pháp, làm băng đảng, hầu để biết những người đó làm gì. Hiểu ý tôi không? Dạ, sư phụ. Không phải viên cảnh sát đó thật sự là tội phạm. Quý vị xem nhiều phim, quý vị hiểu ý tôi, phải không? Dạ, sư phụ. Rồi, nhưng điều đó khác với tội phạm thật, phải không? Cảnh sát có thể hành động như tội phạm, bán một số đồ phi pháp và tất cả điều đó, hoặc mua thứ gì đó để họ có thể khám phá cách làm việc của các băng đảng. Nhưng cảnh sát không thật sự bán những thứ này, hoặc bỏ qua những điều này. Khác với tội phạm, họ làm mấy chuyện này thật, hoặc giống như khuyết điểm của con người, không giúp chúng ta đến gần Thượng Đế hơn. Chỉ là cái giá phải trả để đến đây làm người, để giúp người khác, hoặc để giúp chính mình tiến bộ về mặt tâm linh, hiểu không? Chúng không giúp chúng ta đến gần Thượng Đế gì cả, mà chỉ là một thỏa thuận chúng ta phải đồng ý. Nếu muốn ở trong cảnh giới vật chất này, đây không phải là thiên đàng, nên không phải tất cả miễn phí. Do đó, phải trả cái giá nặng nề, vì vậy chúng ta phải nỗ lực, vật vã, trong khi cố gắng làm tốt, làm người tốt ở đây, hoặc cố gắng giúp mình tiến bộ về tâm linh. Hiểu không? Dạ hiểu, sư phụ. Tôi hy vọng quý vị mãn ý và hiểu câu trả lời của tôi. Thưa sư phụ, vậy thì điều gì xảy ra nếu chúng ta không khắc phục được những khuyết điểm? Nó có cản trở chúng ta trở về thiên đàng không? Chắc chắn, mỗi lần chúng ta xuống lại, những rắc rối tăng gấp bội. Và đó sẽ là một sự cản trở cho mình. Nếu chúng ta muốn trở về thiên đàng, chúng ta có thể bị áp đảo bởi tất cả những rắc rối này. Và có lẽ thậm chí ở lại mãi mãi trong cảnh giới vật chất, hoặc thậm chí chìm sâu hơn trong quá trình tiến hóa. Cho nên đó là lý do các vị minh sư đến đây. Thượng Đế luôn luôn phái vị minh sư nào đó đến để thăng hoa và giúp chúng ta nhớ lại khi quá khó cho chúng ta. Tự mình đối phó với tất cả điều này, may mắn cho chúng ta. Cảm ơn sư phụ đã đến với chúng con. Không có chị cần, tôi làm hết lòng. Xin chào sư phụ. Chào. Đối với một số người hoặc người tu hành, có phải Thượng Đế để cho bị nghèo khó hoặc áp bức để họ có thể gần Thượng Đế hơn? Hay là người đó chọn số mệnh này? Có thể điều đó không hẳn được lựa chọn, mà là do nghiệp quả, hiểu không? Không phải Thượng Đế. Ngài không có đặt quý vị ở đây để chịu nghèo hay phạt quý vị hay điều gì như vậy để quý vị được gần Thượng Đế. Nhưng ở một số trường hợp, hoàn cảnh này mang chúng ta đến gần Thượng Đế hơn, vì chúng ta cầu nguyện khẩn thiết hơn và thật sự cần sự giúp đỡ và cầu trời đất giúp mình. Trong trường hợp đó có giúp ích, hiểu không? Cảm ơn sư phụ. Nếu có người giàu có với rất nhiều nhà cửa và tài sản, họ có cách xa Thượng Đế hơn không? Có cách nào cho họ gần Thượng Đế hơn, thậm chí với tất cả tài sản đó?
Một số người cũng đã có chọn giàu hay nghèo. Dạ, sư phụ. Phải, người giàu, nhưng họ cũng có thể đến gần Thượng Đế. Nếu trong lòng họ không ràng buộc vào những sở hữu mà họ có, hiểu không? Dù vậy, vẫn có cái giá nhỏ để trả. Lát nữa tôi sẽ đọc chủ quỷ nhật ký tu hành của tôi. Rồi quý vị biết được cái giá của một số điều mà mình phải trả trên thế gian này. Được chứ? Dạ được. Cảm ơn sư phụ. Lát nữa. Cảm ơn sư phụ. Được rồi. Sư phụ đồng thời thấy việc làm và những cuộc phỏng vấn của Ngài ở Cancun. Còn có một ý tưởng tốt hơn do cách Ngài chăm sóc rất kỳ diệu cho từng chi tiết nhỏ. Như ý nghĩ sâu sắc của Ngài và quan tâm cho mọi người khác và sự kiên trì để làm cho mọi việc được hoàn mỹ. Điều đó thật sự tạo một ấn tượng nơi con. Có lần sư phụ đề cập rằng chúng ta là hoàn mỹ và chúng ta nên làm mọi việc cho được hoàn mỹ. Bằng không, lương tâm sẽ không tha thứ cho mình. Sư phụ, tại sao thật quan trọng để được hoàn mỹ? Khi điều đó cần nhiều nỗ lực như vậy, tại sao khó lắng nghe lương tâm của mình và làm mọi điều theo đúng cách? Trước hết, ngã chấp. Thứ nhì, sự chi phối chung quanh và trong thế giới này. Giá hiểu. Thứ ba, thói quen. Sự lười biếng cũng đóng một chút vai trò trong đó. Quý vị biết mà, chúng ta có khuynh hướng chọn cách dễ mặc dù đó không phải là cách để thành công. Dạ, sư phụ. Không phải mọi thành công đều đến từ cách dễ. Mặc dù có một số. Bây giờ, mọi cách đều khác. Và quý vị phải biết lý do của mình. Và tùy theo đó mà sửa chữa tất cả những vết tích không hay này. Nếu chúng ta biết đó là điều đúng, thì chúng ta nên làm bất kể là gì, được chứ? Và nếu biết đó là sai thì chúng ta nên ngừng lại. Cho dù làm biếng hoặc làm theo cách sai thì dễ hơn, hiểu không? Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Chào. Thưa sư phụ, chúng ta biết điều quan trọng nhất là hoàn thiện bản thân. Nhưng thay vì vậy, chúng ta có khuynh hướng nhìn người khác. Chúng ta xét đoán họ hoặc để ý quá nhiều, đến nỗi mô phỏng theo thói quen xấu của họ. Phải. Làm sao có thể học để đừng nhìn vào những khuyết điểm của người khác? Vì phải cố gắng quay mắt đi, đừng nhìn người khác, và quay vào nhìn chính mình. Được chứ? Dạ, sư phụ. Luôn luôn cố gắng, cứ cố gắng hoài. Bởi vì quý vị biết, nếu quý vị cứ chú ý đến khuyết điểm của người khác, quý vị mô phỏng điều đó, phải không? Dạ phải, sư phụ. Quý vị biết rồi, cho nên không cần phải, tôi phải nói gì nữa. Cứ cố gắng đừng nhìn vào người khác nữa. Bởi vậy, trong Kinh Thánh có nói đừng phê phán, hiểu không? Đừng phê phán. Dạ, sư phụ. Rất khó, cứ cố gắng. Dạ, sư phụ. Tôi có thể nói gì khác nữa? Được rồi, mỗi lần như vậy, hãy nhớ Thượng Đế. Mỗi lần quý vị phê phán người khác hoặc chỉ trích người khác, cố gắng nhớ Thượng Đế. Và hãy mừng là quý vị không có thói quen không tốt là nhìn vào người khác, được chứ? Hãy mừng rằng quý vị là hoàn mỹ hoặc hơn hoàn mỹ, được chứ? Dạ, sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tạ ơn Thượng Đế về điều đó. Thưa sư phụ, chúng ta làm sao hướng nội và quán xét nội tâm nhiều hơn? Tôi nói với quý vị rồi, nhớ Thượng Đế, niệm hồng danh. Đẳng cấp của mình có rơi xuống khi mình để ý quá nhiều, nhất là phẩm chất không tốt của người khác không ạ? Có, dĩ nhiên là nó rơi xuống. Quý vị nghĩ sao, đi lên à? Dạ không. Không, bất cứ gì nặng thì đi xuống, quý vị biết điều đó, đó là định luật, hiểu không? Bất cứ gì quý vị nghĩ là không tốt từ người khác, đó có nghĩa là phẩm chất nặng nề, từ trường nặng nề, đừng bám lấy nó bởi vì quý vị sẽ rớt xuống theo với nó, hiểu chứ? Dạ, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Lấy lại công đức khổ công kiếm được bằng cách luôn lo chuyện của mình, luôn luôn niệm năm hồng danh, nhớ đến Thượng Đế. Mỗi khi quý vị muốn chỉ trích người nào, hãy cầu nguyện để quý vị tránh làm điều đó. Nếu quý vị làm rồi, hãy cầu nguyện xin tha thứ và cầu nguyện để quý vị sẽ không tái phạm và đích thân xin lỗi người đó. Ý tôi là bên ngoài hoặc bên trong, được chứ? Dạ, sư phụ. Ít nhất là bên trong.
Bằng không, chúng ta phải trả bằng điểm công đức khổ công kiếm được. Đó là điều quý vị rất sợ. Tôi không phải dọa quý vị, đúng thật là vậy. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, có lần Ngài nói là ngã chấp là điều duy nhất tách rời mình khỏi Thượng Đế và là kẻ thù tệ nhất trong sự tu hành của mình. Nhưng đó quả là điều vi tế, thật khó để phát hiện nó trong chính mình, cho đến khi có lẽ quá muộn và chúng ta phạm lỗi nặng, hoặc thậm chí đôi khi sau đó mình vẫn không nhận ra rằng đó là ngã chấp đang hoạt động, cho dù người khác chỉ ra. Đôi lúc khi mình đang bị thử thách, mặc dù mọi người thấy được điều đó, bản thân chúng ta lại không thấy rằng mình chưa được câu thông với Thượng Đế. Thưa sư phụ, Ngài có lời khuyên nào về cách cắt ngã chấp để mình có thể làm việc theo thiên ý mà không theo đầu óc hay là ngã chấp không ạ? Đây là một câu hỏi rất tổng quát. Nhưng nói chung, nếu quý vị biết đó là điều tốt, để làm việc này, việc kia, và đó là điều đúng, đó là điều quý vị được yêu cầu làm thì cứ làm, được chứ? Dạ, sư phụ. Nhưng nếu quý vị nghĩ có những cách khác tốt hơn, và người kia có lẽ sai, thì quý vị nói chuyện với người đó trước để xem, ồ, theo ý tôi, bạn không nghĩ chúng ta nên làm cách này tốt hơn sao? Bạn không nghĩ chúng ta nên làm cách kia tốt hơn sao? Rồi làm việc đó trong sự hòa hợp, được chứ? Thay vì cứ tiến hành làm theo cách của quý vị và làm hỏng nỗ lực của cả nhóm, hoặc làm chậm trễ một sứ mệnh tâm linh. Dạ vâng, sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Câu hỏi kế của con là, chúng ta làm sao biết khi nào mình đang có thử thách hoặc không được câu thông với Ngài, sư phụ? Tôi không biết. Tôi không biết khi nào quý vị đang trong thử thách. Thí dụ nói tôi nghe. Cho tôi một thí dụ rồi tôi có thể nói cho quý vị. Chẳng hạn, bị chi phối với một thú vui thế tục. Làm sao để biết đó là một thử thách và chúng con không câu thông với Ngài? Được rồi, tôi trả lời câu hỏi của quý vị. Không ai thử thách quý vị, được chứ? Chúng ta luôn ở trong sự cám dỗ nếu sống trong thế giới này. Cho nên, tùy vào quý vị muốn chịu thua nó, hay chống lại nó, vượt qua nó. Điều đó rất khó. Và tùy vào quý vị để quyết tâm theo con đường nào mà quý vị thật sự muốn đi, hiểu không? Dạ, sư phụ. Nếu quý vị muốn hợp nhất với Thượng Đế, hãy tiếp tục con đường đó bất kể điều gì chi phối. Nói là ta không cần điều này, ta không cần điều đó. Đó không phải là điều ta muốn, vân vân. Việc đó khó bởi vì khi trong nhập thể này, chúng ta có đủ loại chướng ngại đã được lập trình trong đó qua sự thừa kế di truyền. Qua điều kiện xã hội hoặc là thói quen, hiểu không? Hoặc áp lực của đồng bạn và áp lực kích thích tố nữa. Cho nên không phải ai cũng có thể chỉ ta vào bất cứ ai và nói bạn sai, bạn không tốt hay bất cứ gì. Vô cùng khó khăn, hiểu không? Dạ, sư phụ. Hãy tha thứ chính mình nếu có thể. Tiếp tục mục tiêu của mình hoặc không tiếp tục với mục tiêu của mình. Đó là đời của vị. Quý vị muốn làm gì thì làm chính xác những gì quý vị muốn và trả giá cho bất cứ gì quý vị muốn, được chứ? Dạ, sư phụ. Được, quý vị vẫn còn trẻ và tôi mừng là quý vị vẫn còn đó. Cảm ơn sư phụ, con rất mừng được ở đây. Tôi hãnh diện về tất cả quý vị, tôi hãnh diện và hiểu cả sự khó khăn nữa. Tôi thương quý vị rất nhiều, là đã cố gắng hết mình, tất cả quý vị. Cảm ơn sư phụ, chúng con rất thương Ngài. Quý vị không thể lúc nào cũng câu thông với lực lượng sư phụ hoặc sự thương yêu của sư phụ hoặc thậm chí cả Thượng Đế. Bởi vì chúng ta bị chi phối rất nhiều trên đời này. Ngay cả khi làm việc, chúng ta cũng tập trung rất nhiều vào công việc nữa. Nhưng nếu quý vị tập trung vào việc làm cho Thượng Đế, có nghĩa là cứu thế giới, thì quý vị cũng ở cùng Thượng Đế. Cho dù vào lúc đó quý vị không nghĩ Thượng Đế, con ở cùng Thượng Đế, hoặc Thượng Đế ở bên con, xin hãy ở bên con, nhưng quý vị làm cho Thượng Đế. Và quý vị ở cùng Thượng Đế trong tinh thần làm việc để cải thiện đời sống của con cái Thượng Đế, hiểu không? Dạ, sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Rồi. Kính chào sư phụ. Chào. Lúc mới được thọ tâm ấn, con cảm thấy mình rất đơn thuần và thành tâm.
Và con nghĩ mình hoàn mỹ trong rất nhiều khía cạnh. Con nghĩ con rất tinh tấn và cảm thấy tình thương của con đối với sư phụ là cao nhất trong đời. Tôi chắc chắn là vậy. Nhưng năm tháng trôi qua, con chỉ nhận ra rằng con thậm chí không có những phẩm chất này và tình thương con có đối với sư phụ chỉ là một tỷ lệ nhỏ. Bởi vì khi gặp phải thử thách hoặc tranh đấu cá nhân, tình thương đối với sư phụ lại nhẹ như lông hồng, và những khó khăn con đương đầu thì cao như núi. Sư phụ, chúng con muốn giữ sự thành tâm và sự khiêm tốn đó, sự tri ân và luôn cảm nhận đặc ân đại diễm phúc này khi biết rằng trong muôn ngàn vạn ức kiếp, chỉ một số ít chúng con có diễm phúc tu pháp môn quán âm quý báu được ban cho này. Và nhất là có cơ hội được làm việc với sư phụ cho sứ mạng cao cả để cứu địa cầu này. Cho nên câu hỏi của con là làm sao để giữ mình khỏi cảm thấy như cái máy và không tiến bộ. Chúng ta làm sao học để biết tri ân vô ngã, thành tâm, khiêm tốn và thương yêu sư phụ và người khác một cách vô điều kiện? Vì quá khó với chính mình. Vì biết trên đời này, giống như hôn nhân, ngay cả vợ chồng yêu nhau nhất. Như quý vị nói, sau một thời gian qua nhiều năm, tình thương cũng vơi đi như trăng khuyết sau giữa tháng. Nhưng tình yêu vẫn còn đó, cháy âm ỉ, hiểu không? Và trong dịp nào đó, tình yêu sẽ dâng tràn trở lại. Cho nên đừng lo về điều đó. Tôi rất hãnh diện vì quý vị, cho dù những gì quý vị nói là đúng, như quý vị không còn tri ân nữa, hoặc quý vị không quý trọng việc làm của mình, đặc ân của mình, và cơ hội để làm việc cho thế giới nữa, nó vẫn còn đó. Bởi vậy, quý vị mới vẫn còn đó, hiểu không? Do hiểu sư phụ, cho dù quý vị không có quý trọng gì cả, tôi mừng rằng quý vị vẫn còn đó. Ít nhất quý vị cố gắng tối đa. Và cố gắng tối đa là điều duy nhất quý vị có thể làm. Điều duy nhất quý vị có thể là cố gắng tối đa. Dĩ nhiên, mỗi ngày chúng ta làm việc và rồi chúng ta gặp vấn đề kỹ thuật, chút ít va chạm với đồng sự, với những bạn làm việc ở đó hoặc bạn ở chung phòng và rất nhiều bực mình. Và đôi khi có áp lực thời gian. Phải, tôi hiểu tất cả điều này. Vì chỉ là con người, vì làm hết khả năng. Tôi vô cùng hãnh diện về quý vị và rất mừng quý vị được như vậy. Đừng kỳ vọng quá mức từ chính mình. Quý vị cứ làm điều gì có thể, nếu quý vị không thể thì cũng không sao. Quý vị cứ tự nhiên trở về nơi quý vị lúc trước và làm những gì quý vị muốn hơn, được chứ? Tôi cảm kích khi quý vị làm ở đây. Và nếu quý vị đi ra làm gì đó khác cũng không sao. Được không? Xin cảm ơn sư phụ. Vấn đề là tùy vào quý vị để lấy lại niềm hăng say của mình. Đó là lý do chúng ta có cộng tu, băng thâu hành, ủng hộ các sư huynh sư tỷ, bế quan, v.v. Thỉnh thoảng để đổi mới kinh nghiệm. Và nhờ đó, cũng làm sống lại niềm tin. Bởi vậy, đôi khi tôi để quý vị, ban làm việc của truyền hình vô thường sư, thay phiền đến gặp tôi. Dạ, sư phụ. Nếu muốn, quý vị vẫn có thể, được chứ? Nếu quý vị có thời giờ, mỗi quý vị đều có thể đến. Hoặc có lẽ sau năm nay, được không? Cảm ơn sư phụ. Hãy kiên nhẫn. Sự việc luôn thay đổi nhé. Cảm ơn sư phụ. Nếu quý vị không thể kiên nhẫn thì không sao. Cảm ơn sư phụ. À, tôi rất rất hãnh diện về tất cả quý vị. Ta nói với quý vị rồi, ta thương quý vị rất nhiều về tất cả sự hy sinh và tất cả gian nan mà quý vị đang trải qua. Công việc này không phải là một công việc bình thường. Quý vị cùng với tôi có cả thế giới trên vai. Và dĩ nhiên rất nhiều ảnh hưởng nghiệp quả. Khi chúng ta muốn cứu người khác, khi chúng ta muốn cứu địa cầu, điều này không dễ. Tôi rất hãnh diện về quý vị là quý vị có nhiều sức mạnh như vậy để tiếp tục cho đến giờ, phải không?
Hãy tự hào với chính mình. Ăn mừng, được không? Đừng nghe đầu óc của quý vị. Chỉ là đầu óc nghĩ quý vị tệ, quý vị không tốt. Quý vị tốt, được chứ? Quý vị xuất sắc, tất cả quý vị. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Chào. Thưa sư phụ, Ngài luôn dạy rằng chúng ta là người phán xét chính mình và không có Thượng Đế nào phán xét mình cả. Phải. Và điều đó thật đúng, bởi vì khi chúng ta làm điều gì trái với lương tâm, chúng ta cảm thấy có lỗi mặc dù người ta nói tha lỗi cho mình. Nhiều lúc cảm giác tội lỗi này khiến chúng ta cảm thấy rất xa Thượng Đế. Sư phụ cũng khuyên chúng con tự tha thứ mình, nhưng đôi khi điều này rất khó làm, bởi vì việc làm sai trái cứ lưu lại trong đầu. Sư phụ có cách gì cụ thể có thể chia sẻ để giúp chúng con vượt qua suy nghĩ này và giữ Thượng Đế trong tâm? Làm sao để luôn luôn nhớ Thượng Đế và làm tốt để không đi ngược lại với lương tâm của mình ngay từ đầu? Xin cảm ơn sư phụ. Quý vị đang yêu cầu chuyện trên mặt trăng. Một lần nữa, quý vị đòi hỏi rất nhiều về chính mình. Đó là điều tốt. Thật tốt nếu mình phán xét bên trong chính mình thay vì người khác. Được, nhưng hãy chậm lại, nếu không quý vị chết nhanh. Chúng ta cũng có một thân người và một đầu óc con người. Cho nên xin nhẹ nhàng với chính mình, được không? Những gì quý vị đang làm đã là phi thường rồi. Hãy nhìn sự thật. Không có ai ở đây là ký giả chuyên nghiệp kể cả bản thân tôi. Và chúng ta đang làm rất tốt rồi. Quý vị đang làm một công việc xuất sắc. Tôi luôn luôn ở cùng với quý vị. Quý vị biết phải không? Gia sư phụ, mỗi ngày tôi cùng quý vị. Qua những cách khác nhau, quý vị biết điều đó. Qua thư tín, qua lời nhắn, bất cứ gì. Mỗi ngày tôi ở cùng quý vị. Nhiều chương trình tôi cũng cùng với quý vị, giúp đỡ tạo dựng, hoàn thiện hoặc cải thiện. Quý vị không một mình, nhưng quý vị làm việc vô cùng cực nhọc. Và bởi vậy, đôi khi quý vị cũng cảm thấy bị áp lực và đầu óc chống đối, hiểu không? Nhưng không sao, không sao. Hãy ở đó nhé. Quý vị đang làm tốt, quý vị đang làm giỏi. Nếu quý vị nghĩ quý vị làm điều gì đó thật sai trái, chỉ cần sám hối và đừng làm như vậy nữa. Và thời gian sẽ hàn gắn. Thời gian sẽ chữa lành, không phải luôn luôn là lỗi của quý vị. Đôi khi là nghiệp quả lôi kéo, đôi khi nó là cộng nghiệp của toàn địa cầu. Nhé. Dạ được, cảm ơn sư phụ, cảm ơn. Rồi, cho nên quý vị đang trút tất cả cảm xúc này vào đầu năm lên tôi. Chúa ơi, đừng lo. Quý vị đang làm tốt, được chứ? Quý vị thật tốt, quý vị không thể làm gì xấu đến vậy. Vấn đề là chúng ta là người tốt, hiểu không? Quý vị là người tốt, cho nên mỗi khi một chút gì đó quý vị nghĩ là sai, thì quý vị cảm thấy gánh rất nặng, đè lên lương tâm. Nhưng so với nhiều người khác, quý vị là hoàn mỹ. Mỗi một vết nhơ nhỏ sẽ lộ ra trên áo trắng. Nhưng nếu là áo đen, đâu ai thấy gì, hiểu không? Thậm chí bản thân quý vị cũng không thấy. Cho nên hãy nhẹ nhàng với chính mình, quý vị làm tốt. Quý vị ăn chay, quý vị thiền. Quý vị cố gắng tối đa làm việc ngày đêm để giúp thăng hoa tâm thức của địa cầu. Giúp công việc của tôi, giúp sứ mạng của tôi, cố gắng cứu thế giới. Quý vị là một tấm gương rất tốt. Okay, please be gentle. Xin hãy nhẹ nhàng với chính mình. And even if cho dù quý vị không hoàn mỹ như cách quý vị muốn, dù gì tôi cũng thương quý vị nhé. Thượng Đế thương quý vị, nha. Tất cả thú vật thương quý vị và Thượng Đế thương quý vị, được chứ? Cảm ơn sư phụ, con thương Ngài sư phụ. Quý vị làm rất giỏi. Kính chào sư phụ, cảm ơn tình thương và sự giá trị của sư phụ. Thưa sư phụ, khi chúng con gần sư phụ, hoặc một người chính trực với đạo đức cao, chúng con thường có chút sợ sệt. Có phải đó là vì trong tiềm thức hoặc ý thức mình đang làm những điều không đúng đắn ở trong tâm? Có phải do đó mà mình sợ? Chúng ta làm sao vượt qua cảm giác sợ sệt này và chân thật với chính mình? Làm sao để chúng ta luôn hành động trong một cách chân thật với lòng mình?
để chúng ta đừng dối gạt chính mình. Xin cảm ơn sư phụ. Hàng ngàn mà không có gì cả. Vì tôi không biết làm sao trả lời câu hỏi này. Tôi thật sự không có kinh nghiệm này bao giờ. Và tôi đã gặp nhiều người gọi là minh sư đạo đức và địa vị cao trọng trong xã hội. Tôi không biết cảm giác này, do đó không thể giúp quý vị. Thậm chí tôi không trả lời được câu hỏi này. Tôi không thể gạt quý vị. Tôi thật sự không biết. Tôi không biết tại sao quý vị có cảm giác này, cho nên xin cố gắng bình tĩnh. Tôi chỉ có thể nói với quý vị bấy nhiêu được chứ. Bình tĩnh và biết rằng mình xứng đáng trong mắt của Thượng Đế. Biết rằng bất cứ khuyết điểm nào quý vị nghĩ là mình có, đó có lẽ là vì cái giá mà quý vị phải trả để xuống được đây, như tôi đã giải thích cho quý vị rồi. Được chứ? Dạ, sư phụ, bất cứ người đạo đức nào cũng sẽ thương quý vị. Thượng Đế thương quý vị bất kể là gì. Vì vậy, hãy bỏ qua sự sợ sệt và làm điều gì quý vị muốn và gặp bất cứ ai quý vị muốn một cách tự nhiên. Cứ tự nhiên, được chứ? Cảm ơn sư phụ. Hi, Master. Kính chào sư phụ. Chào cưng. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, sư phụ. Chúc mừng năm mới. Thưa sư phụ, Ngài giải thích trước kia về chấn động lực chậm và chấn động lực nhanh và chư Phật chuyển động ở chấn động lực cao hơn. Do đó, họ là vô sở bất tại. Vậy nếu mình chậm chạp trong tư tưởng và hành động, có nghĩa là mình vẫn còn ở đẳng cấp thấp phải không, sư phụ? Nếu vậy, chúng ta làm sao tăng tốc độ của mình lên để có thể... Làm sao quý vị biết quý vị ở trong chấn động lực thấp? Ý của quý vị là sao? Không, ý con là như khi mình làm điều gì đó chậm chạp, như hành động chậm chạp và tư tưởng chậm chạp. Có phải đó có nghĩa là mình vẫn còn ở một cảnh giới thấp và chấn động lực không cao như... Tôi nghĩ có lẽ quý vị mệt. Và lúc đó, có lẽ quý vị ngủ không đủ cho nên quý vị chậm chạp. Hoặc có lẽ quý vị có thói quen chậm chạp, làm việc nhanh, không luôn có nghĩa là có chấn động lực nhanh, chỉ là phản ứng nhanh do huấn luyện, hoặc do thói quen, hay bởi vì thiếu thời giờ, bởi quý vị đã quen làm việc trong thời gian rất ngắn, và do đó quý vị luôn làm việc nhanh, hiểu không? Làm việc nhanh và có chấn động lực nhanh là hai điều khác nhau. Đừng lúc nào cũng quá trách mình. Cố gắng nhanh hơn lần tới. Uống cà phê trước hay gì đó. Hoặc ngủ đủ hơn. Cảm thấy như sư phụ rất nuông chiều chúng con. Như chúng con làm thật ít. Nhưng sư phụ bảo bọc chúng con và khiến chúng con cảm thấy như làm rất nhiều chuyện. Con thật sự cảm thấy con thật sự không xứng đáng được như vậy. Ồ, vậy sao? Vậy thì cứ chú ý hơn. Dạ. Học tập những gì quý vị muốn hiểu. Dạ. Chú ý nhiều hơn vào công việc của mình. Và câu hỏi kế của con là đôi khi chúng con cần thời gian lâu hơn để hiểu ý nghĩa thông điệp của sư phụ gửi đến chúng con hầu giúp chúng con tiến triển. Vậy chúng con làm sao nhận thức nhanh hơn để được hợp nhất với Thượng Đế mau chóng hơn? Đó là đầu óc tiêu hóa sự việc không luôn theo cách mình muốn, hiểu không? Nó diễn kịch khác đi với ý nghĩa thật. Quý vị nghĩ sao? Đó là lý do thế giới không luôn luôn hiểu Thánh Kinh, mặc dù nó thật đơn giản rõ ràng như mũi của tôi trên truyền hình ở đây. Chỉ là đôi lúc rất khó cho đầu óc để hiểu điều gì đó mới hoặc mới được truyền đạt. Ở trường không ai dạy quý vị cách tôi dạy quý vị, thấy không? Với cha mẹ trong gia đình, không ai dạy quý vị cách tôi dạy quý vị. Do đó, những chuyện này mới cho não bộ, mới cho đầu óc quý vị. Cho nên đôi khi nó cần lâu hơn một chút để tiêu hóa và hiểu. Hãy cố gắng để hiểu càng nhiều càng tốt. Đồng thời, bởi vì quý vị bận rộn, làm công việc hiện tại của mình tại truyền hình Vô Thượng Sư. Cho nên quý vị không có đủ thời giờ để suy ngẫm ý nghĩa sâu xa hơn, hoặc thậm chí nhớ những gì ta nói. Cho nên không sao cả. Đôi khi ta phàn nàn bởi vì thời gian, vì công việc chậm trễ.
Nhưng đừng lo, tôi thương quý vị. Tôi luôn luôn tha thứ quý vị. Quý vị đang làm trọn khả năng mình rồi và bất cứ gì quý vị làm đều là hoàn mỹ. Được chứ? Cảm ơn sư phụ. Như tôi đã nói với quý vị, không ai trong chúng ta là chuyên nghiệp cả, ngay cả người quay phim. Chúng ta tự huấn luyện lấy, chúng ta huấn luyện nhau để làm những gì chúng ta đang làm. Và chúng ta làm tốt rồi, tôi rất vui. Đã có thể tệ hơn như vậy, quý vị có nghĩ vậy không? Cảm ơn Ngài đã kiên nhẫn, sư phụ. Cảm ơn Ngài rất nhiều. Chúng ta không thể tệ hơn bất cứ ai khác, chúng ta được, không sao. Cảm ơn sư phụ. Có lẽ tôi không kiên nhẫn. Tôi không kiên nhẫn bởi vì thế giới. Ngài có, sư phụ, Ngài rất kiên nhẫn với chúng con. Không, ý tôi là thế giới đang làm người và chúng ta đang trong lúc khẩn cấp này. Cho nên đôi khi tôi có lẽ không tỏ ra đủ kiên nhẫn vì điều đó. Nhưng không phải lỗi quý vị. Đó là lỗi của tình huống mà chúng ta đang ở trong đó. Đó là lỗi của thời kỳ thế giới mà chúng ta đang ở, hiểu không? Phải, dạ sư phụ, bằng không thậm chí quý vị không cần phải đó và không phải có áp lực thời gian và những chuyện như vậy. Nhưng con rất quý điều đó, nhờ đó con nghĩ về mặt tâm linh nó giúp chúng con rất nhiều cách. Có thể được làm việc ở đây, có thể được đóng góp vào việc làm của Thượng Đế và có giúp. Dạ nên có giúp. Về mặt khẳng định, tôi đã nói cho quý vị biết quý vị đạt bao nhiêu rồi. Dạ, được chứ. Cảm ơn sư phụ. Không có gì cần. Kính chào sư phụ. Chào. Con nghe nói trong Kinh Phật rằng nếu một người cho dù chỉ khuyến khích hoặc ủng hộ người nào đó xuất gia thì sẽ đạt vô vàn công đức. Nếu cản trở con đường của một người cố gắng tu hành thì sẽ tạo rất nhiều nghiệp chướng cho chính mình. Đúng. Vậy thì sư phụ phái nữ làm sao nhớ để mình không lả lơi hoặc quyến rũ để không làm chi phối người khác phái và mình có thể chú tâm hơn vào Thượng Đế? Chúng ta làm sao bỏ đi thói quen tìm cách thu hút sự chú ý của người khác và phát triển vẻ đẹp nội tại của mình để được hoàn mỹ hơn và thuần khiết như sư phụ? Như tôi, gia phái, sư phụ. Tôi không chắc tôi có hoàn mỹ như quý vị không? Sư phụ có, Ngài rất hoàn mỹ. Được, ít nhất quý vị nhận ra thói quen của mình. Thói quen của quý vị, vấn đề là khi chúng ta mang thân nữ. Đó là cách họ làm, hiểu không? Cách người nữ làm, chỉ để được sự chú ý từ người nam. Ở nơi làm việc, gần gũi và chật chội như quý vị đang làm, không tránh khỏi thói quen trỗi dậy bất cứ lúc nào. Là thế này, có một DNA sinh tồn được truyền vào bên trong thân thể của chúng ta. Thân thể vật chất và thân thể cảm xúc. Đó là để bảo đảm sự sinh tồn của nhân chủng. Đó là lý do đa số người lớn lên phải nghe theo bản năng này và rồi lập gia đình và có con, vân vân. Cho nên dù thế nào, nếu quý vị không muốn loại thói quen này trong công việc hoặc sao lãng khỏi sự dâng hiến thuần khiết cho Thượng Đế, vậy thì xin hãy kềm chế nó. Mỗi lần quý vị thấy tính chất này trỗi dậy, quý vị cứ kềm chế nó và đừng làm. Cứ tránh xa nó và nghiêm khắc với chính mình. Lánh xa người nam mà quý vị muốn thu hút, ví dụ vậy. Ý tôi không phải nói quý vị, không phải nói quý vị. Ý tôi là những người nữ mà quý vị đang hỏi giùm cho mọi người khác nhé. Ý tôi không phải nói cá nhân quý vị. Điều này cần sự quyết tâm, tu dưỡng, được chứ? Dạ, sư phụ. Phải quyết tâm làm điều gì quý vị nghĩ là tốt. Và điều gì là tốt hơn cho sự tu hành của quý vị, cũng như sự tu hành của các sư huynh quý vị nhé. Vào thời của Đức Phật, Đức Phật khuyên người xuất gia nam đừng nhìn người nữ nào ngoại trừ mẹ của họ như một người mẹ.
Thậm chí người nữ trên 70 tuổi rồi, bị bệnh hoạn và nằm tuyệt vọng trên sàn rồi, sắp chết, cũng vẫn không nên nhìn. Cho nên nếu quý vị muốn làm tu sĩ như thân phận đó, thì quý vị phải tiếp tục đừng nhìn vào người nam, cho dù họ 70 tuổi và nằm sắp chết trên sàn. Vì như vậy, tôi không kỳ vọng quý vị làm người xuất gia bất cứ loại nào. Quý vị không có đến đó để phát nguyện làm người xuất gia gì cả. Nếu quý vị nghĩ là sắc đẹp của mình, hoặc thái độ lả lơi của mình, hoặc thói quen bên trong tạo ra sự phân tâm cho những người nam khác, xin hãy cố gắng kiềm chế nó, được không? Dạ, sư phụ. Từ giờ trở đi đừng làm vậy. Đừng nhìn họ, đừng cười với họ, đừng cố gắng làm bất cứ gì có thể gây ra sự hiểu lầm. Được chứ, cưng? Dạ, cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều.